Xin chào mọi người. Lâu quá mình không lên clip vì cái đợt này cũng không phải là bận lắm, nhưng mà mùa hè này ngày xưa cũng làm nhiều clip quá, bây giờ cũng chả biết quay cái gì. Đây quay cho mọi người xem cái chỗ mà nó là cái kho của cái cơ sở 1 của mình. Thì ở trên tầng 3 nó nóng quá. Đây, chỗ này mình sẽ để thuốc này, các loại thực phẩm chức năng, thì những cái đồ ăn các kiểu ấy, mà nó sợ mỹ phẩm các kiểu, nó sẽ sợ nắng ở trên trên kia. Mình trên kho mình không không có điều hòa. Đây mình sẽ cho xuống đây. Cái này chỉ có riêng cơ sở 1 thôi, còn các cơ sở khác mình vẫn để trên đấy, tại vì là cái cơ sở 1 này của mình thì nó ở hướng tây, nó rất là nóng, nắng tận 6 giờ chiều nó vẫn chiếu vào, nên là sợ những cái đồ này, ví dụ những cái đồ này, thuốc thang các kiểu này, nó hỏng hết, nó không được giữ được tốt, cho nên mình phải cho xuống đây. Thì hôm nay sáng nay hơi rảnh một tí, nói với các bạn cái câu chuyện về về cái thị trường của năm nay, riêng năm nay ấy. Thì thực tế là không chỉ mỗi riêng cái ngành của mình mẹ và bé, mà gần như là tất cả các ngành năm nay nó đều kiểu dạng nó đều suy thoái rồi, nó cực kỳ là khó khăn. Đây để mình kiếm cái mình để cái cam này lên cho nó đỡ hơi không? Đấy, ok đấy, mình để này cho nó đỡ đỡ nặng. Cái cam này nó hơi hơi nặng, cầm cái này mãi nó hơi nặng. Đấy, nói chung ấy là từ đầu năm nay, ngày trước cứ tưởng là cái thời kỳ Covid ấy, thời Covid nó đã là khủng khiếp rồi, bây giờ cái hậu Covid thì nó mới là kinh. Tất cả mọi người đều ngấm đòn, dân bây giờ cũng ngấm đòn rồi. Các bạn nếu mà để ý thì có thể là xem trên tin tức nhé. Từ ô tô này, chết này, giảm giá nhưng không bán được này, bất động sản còn chết nữa. Mấy chục nghìn công ty phá sản các kiểu. Đấy. Thì bây giờ để mà giữ mà duy trì được một cái hệ thống cửa hàng này không phải đơn giản, không không biết các cái chỗ khác như nào, nhưng mà mình thấy nói chung là thời điểm này là cực kỳ là khó khăn. Thế có rất nhiều các cái bạn bè của mình ấy, cứ thấy tóm lại là thấy cái ngành mẹ và bé nó kiểu dạng nó là ngành ít ảnh hưởng nhất so với các ngành khác. Đấy, thì mới lao vào định làm các kiểu, rất nói chung nhiều người hỏi lắm. Đang muốn nhượng quyền này, đang đi bảo tao có 1 tỷ, tao có 500, tao có 700. Đấy. Bây giờ tao làm được không? Mày set up cho tao. Thế mà mình mới hỏi là thế mày định làm kiểu gì? Đấy, vợ chồng thì có người thì vợ chồng làm nhà nước. Đấy, bây giờ có từng đấy tiền, có nhà ông bà để lại các kiểu mở vào đấy để cho ông bà quản hoặc là thuê người, có vợ chồng thì làm công ty. Mình bảo đừng có làm ở đấy chỉ chết phí tiền, không làm được đâu. Bây giờ nếu mà những người mà mới làm, bây giờ mình khuyên các bạn lên làm online trước đi, bởi vì từ khi cái thằng TikTok nó ra đời ấy, cái thị trường cái online nó sẽ dịch chuyển từ offline sang online đấy. Bởi vì ở trên đấy bây giờ nó cho rất là nhiều mã giảm giá các kiểu, dân bây giờ nó đói tiền mà nó không có, họ lên đấy họ mua nhiều, đấy đâm ra là cái doanh số offline của mình cũng bị suy giảm. Về tương lai thì chắc chắn là cái thương mại điện tử nó sẽ rất là phát triển, nó tóm lại Việt Nam mình đi đi sau từ Trung Quốc, mà Việt Nam mình học Trung Quốc rất là nhiều. Như thằng 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 Nhật thì nó không thế đâu nhé, thằng Nhật thì offline nó phát triển hơn online, cái đặc điểm của con người nó khác. Đấy, còn riêng mình thì là gần như là copy y nguyên của thằng Trung Quốc, cho nên là như Trung Quốc bây giờ nó toàn bán live stream, online cực kỳ phát triển, nó offline. Đấy, đâm ra là mình mới khuyên những ai mà bây giờ mà muốn mà mở mở cửa hàng, không chỉ ngành này, ngành mẹ bé, mà bất kể một ngành gì khác, nên bắt đầu từ online đi. Giờ các bạn có thể bỏ ra 60 triệu, 50 triệu, 100 triệu chỉ nhập hàng về đấy, nhập không cần nhập nhiều đâu. Đấy, có thể live stream hoặc là xây dựng cho mình một cái kênh online thì nó sẽ không tốn chi phí mặt bằng này, biển bảng này, quầy kệ này. Đấy, bán đồ này còn phải có tủ lạnh này, các kiểu cực kỳ là nhiều thứ. Đấy. Rồi thì bây giờ mà mở cửa hàng ra thì cái đội mà cái gì đây? Anh đang quay một tí. Đấy, đằng này thuế má này, đằng gì quản lý thị trường này, công an kinh tế này, và các bạn chỉ cần mở ra một phát là nó hỏi ngay, nói chung là mất rất nhiều chi phí, người ta không biết là mình có bán được không. Ông cứ mở cửa hàng ra là ông phải phải
phải phải nộp nộp thuế đã, chứ kể mình không phải là cái này nó là cái cơ chế chung rồi đấy, ai mở ra cũng dính hết. Còn tất nhiên buôn bán online thì nó vẫn phải đóng thuế thôi, nhưng mà nếu mà mình bán ít thì cái thuế nó ít thôi đúng không? Đấy, nó rõ ràng như thế rồi. Mà giả sử mà có đen mà không làm được ấy, thì rút đi nó còn dễ. Bây giờ mình bảo các bạn nhé, bây giờ cái biển bảng này, ví dụ mình vừa làm cái cơ sở 5 nhé, riêng biển bảng với lại quầy kệ các kiểu nó mất hơn 100 triệu rồi. Đấy, riêng cái biển quảng cáo các kiểu là nếu mà nghỉ không làm nữa là vứt hết đúng không? Mới mất tầm một cái biển quảng cáo bây giờ làm chữ nổi có led các kiểu 30-40 triệu là loại tèm tèm, loại vớ vẩn đấy đấy. Đấy, 50 triệu một cái biển nó rất là bình thường, đi phát là vứt đi chả làm được cái gì, bởi vì là kích thước đấy không mang đi chỗ khác được đúng không? Chỗ đấy của mình rộng 8 mét, bây giờ mang ra chỗ 5 mét thì làm sao mà làm được, chỉ có vứt bán sắt vụn đấy, rất là nhiều thứ. Cho nên là đấy, ví dụ như là mình đợt trước mình mở cơ sở 4 nhá, mình mở ở đấy xong thì tầm độ 1 tháng sau là có 2 cửa hàng nữa cũng thuê ở đấy, mình cũng thuê đấy, mở ở bên cạnh. Mình nghĩ tưởng ngon, được đúng 3 tháng không biết có hết tiền nhà chưa, hay là người ta bắt đóng 1 năm, bắt đóng 1 năm nữa. À đúng rồi, còn cái tiền nhà nữa, tiền thuê nhà nữa chưa tính đấy. Được đúng 3 tháng là lượn không làm nổi, bởi vì người ta đâu biết là cái chỗ đấy cái lúc đầu mình bán mình đâu có lãi đâu, đến sáng thứ 6 thứ 7 mình bắt đầu có lãi. Thì những cái cơ sở khác mình kéo cũng giống như các cái hệ thống to thôi, người ta có hàng mấy trăm cửa hàng ấy, thì có những cửa hàng nó chỉ là để lấy định vị, để lấy thương hiệu, lấy cái gần như là không mất tiền bỏ ra quảng cáo ấy, để người ta đi đi qua đường người ta nhìn thấy thế thôi, chứ còn xác định lời lãi thì những chỗ đấy đâu, lỗ sặc máu đấy. Thì bây giờ mình sang đến đấy, mất hơn nửa năm bắt đầu mình mới có lãi. Thế đâm ra là anh em mà mở cửa hàng offline bây giờ, nói chung bất kể một cái ngành gì trong thời điểm này tốt nhất là đừng làm đấy, theo ý kiến mình như thế đấy. Mình vừa mở chỗ cơ sở 5, nói thật là chỗ đấy phải bù lỗ, không có lãi đâu, thuê nhà 15 triệu, vừa mở ra đã một đống các vị vào hỏi han nhức nọ kia, sợ lắm. Chi phí thì nhiều, chỗ đấy chỉ dám thuê 2 người đấy. Đấy, cái này là chia sẻ thật với anh em, những ai mà khởi nghiệp trong cái thời điểm này cũng rất là nguy hiểm. Còn tất nhiên là những người mà nhiều, một phần là may mắn này, nói chung duyên mỗi người, nó vẫn có người làm được, có người không làm được, nhưng mà tình hình chung trong cái thời điểm này là nó đừng có làm, nằm thở đợi nó qua cái giai đoạn này đó, cái giai đoạn này chỉ có duy trì thôi, rất là khó làm đấy. Nhà mình bây giờ phải đến 20 nhân viên rồi, chi phí một tháng nó cực kỳ lớn, bây giờ cho nghỉ bớt không được đấy, nghỉ bớt thì lại thiếu, nhưng mà nhân viên vẫn phải duy trì từng đấy. Bây giờ mùa hè này nhá, mùa hè bán cửa hàng offline là các bạn cứ xác định là cái tầm độ 12 giờ trưa đến tầm độ 3 rưỡi 4 giờ chiều, tầm cái đấy 4 tiếng đồng hồ ngồi chơi không có khách đấy, làm gì có khách đâu. Mà chi phí nói đơn giản như tiền điện này, tiền nước này, tháng này tăng gấp đôi, hơn gấp đôi, điều hòa bật maximum đấy, khách người ta vào thì hơi nóng một tí là người ta không chịu được, người ta ui nhà này nóng thế đấy. Dọc cái đường mình đi ra cái cơ sở 3, đường Việt Bắc của mình có mấy cửa hàng chắc không được 3 tháng, 2 tháng một ngày không có nổi một khách vào luôn, không mở hàng, sợ thật đấy. Cho nên là anh em, là các bạn có ý định làm thì cứ từ từ làm online đi, nó mất thì nó còn đỡ. Thế bây giờ người ta đóng như các ở chỗ khác mà không biết, như riêng chỗ mình nhá, tiền nhà đóng là phải đóng 1 năm, không ai, người ta đóng 6 tháng. Mà bây giờ các bạn làm đến tầm độ 3 4 tháng, cùng lắm là 6 tháng không có khách là chán nhè ra đúng không? Bỏ thì là nếu mà chủ nhà tốt thì người ta cho lại 1 2 tháng, không thì nó mất, bởi vì hợp đồng người ta bắt đóng 1 tháng 1 1 1 năm 1 đúng không? Ông không làm thì ông đi thì ông mất tiền thế thôi, người khác vào thuê. Người khác lại nghĩ vẫn chỗ đấy vẫn là ngon, ừ mặt đường ngon lại lao vào, nên nó thành một cái vòng xoáy như này. Không bao giờ hết. Không bao giờ hết, cứ người này không làm được đi người khác lại vào. Nói thật với các bạn là ở cái mặt đường chính ở Thái Nguyên của mình, cái đường Lương Ngọc Quyến này này, ngày xưa mình khi mình còn làm máy tính ấy, cái nhà từ cái hồi 2013 hai mười mấy đấy, 2014 bắt đầu mình làm máy tính ấy, thì nhá, cái những cái nhà mặt đường này không bao giờ có cái chuyện mà để bỏ không như bây giờ đâu,
thậm chí là người ta còn chưa treo biển đã có người thuê rồi, tranh nhau thuê. Đấy bây giờ ngoài đấy mặt tiền cực kỳ đẹp, nhưng mà có ai thuê đâu, không có làm được đâu mà thuê. Chủ nhà ấy, thì ai cũng thế, cứ nghĩ là cứ một năm người ta sẽ tăng tiền nhà, không bao giờ người ta giảm cho bạn. Đấy, hiếm lắm, mình chưa thấy ai mà giảm tiền nhà cả. Chỉ người ta giữ nguyên cho mình được một năm, hai năm là đã may, còn đâu người ta chỉ có tăng thôi. Đấy, người ta cứ nghĩ là làm ăn bây giờ nó đơn giản đó. Cứ mở cửa hàng ra là có lãi, không có đâu, lỗ sặc tiết rồi. Đấy. Thậm chí là cái vụ thôi cái nhượng quyền thì mình sẽ không nói. Nhượng quyền thì nói chung từ mình mở đến năm thứ hai là có nhiều người hỏi rồi, bởi vì thấy cái mô hình của mình phát triển rất là nhanh, nhưng mà mình không làm. Cái đấy mình sẽ làm ở trong một cái clip khác. Đấy, tựu chung lại là cái clip này mình nói là cái thị trường bây giờ nó cực kỳ là khó khăn. Anh em nên cân nhắc mở cửa hàng offline bây giờ, nên mở online. Đấy, nếu mà nó có chết thì nó còn chết ít, nó đỡ mất ít tiền. Mình sang khác, còn mở offline giờ đừng đừng mở. Không có một cái gì ngon bây giờ cả, cực kỳ khó.